Đón xem những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ tại Độc Lạ TV. Đăng ký ngay kênh YouTube Độc Lạ TV để theo dõi những thông tin thú vị và mở mang kiến thức mỗi ngày. Hé lộ cabin trên tàu vũ trụ cho giới siêu giàu. Công ty hàng không vũ trụ Virgin Galactic vừa công bố những hình ảnh trong cabin của tàu vũ trụ VSS Unity trong một tour thực tế ảo hôm ngày 28 tháng 7. Công ty Virgin Galactic gọi cabin tàu vũ trụ của mình là trung tâm của sự trải nghiệm cho những người có khả năng trả 250.000 USD cho một chuyến đi lên không gian. Không gian bên trong mang đến cho mỗi khách hàng sự an toàn mà không bị phân tâm để có thể yên lặng cảm thụ từng khoảnh khắc và cung cấp cho mỗi phi hành gia sự riêng tư cần thiết để khám phá bản thân và biến đổi, Virgin Galactic tuyên bố. Virgin Galactic cho biết họ dự định đưa những khách hàng đầu tiên vào vũ trụ vào cuối năm nay. Vừa qua, Virgin Galactic đã bổ nhiệm người quản lý bộ phận trải nghiệm khách hàng của Walt Disney làm giám đốc điều hành mới để đẩy mạnh việc tiếp thị cho chuyến đi này. Tàu VSS Unity của Virgin Galactic không được đưa lên không gian từ bệ phóng mà sẽ xuất phát từ một máy bay lớn hơn. Tại độ cao khoảng 13,7 km, tàu vũ trụ sẽ tách khỏi máy bay, sau đó động cơ tên lửa của tàu sẽ hoạt động, đưa hai phi công cùng 6 hành khách lên độ cao hơn 109 km bên ngoài trái đất. Vào tháng 10 năm 2014, một phi công của Virgin Galactic đã thiệt mạng trong chuyến bay thử nghiệm ở California. Thảm kịch dẫn đến việc công ty phải dành 6 năm để chỉnh sửa thiết kế của mình. Virgin Galactic có kế hoạch mở rộng phi đội lên 5 tàu vũ trụ trong những năm tới. Cabin của tàu VSS Unity có hàng tá cửa sổ để quan sát trái đất. Cabin cũng có 16 máy ảnh để quay video và chụp ảnh làm kỷ niệm. Màn hình ở ghế ngồi cung cấp dữ liệu chuyến bay và hệ thống liên lạc để hành khách nói chuyện với các phi công ở phía trước. Ở đỉnh cao của trải nghiệm, khi trái đất xuất hiện trên bầu trời đen của không gian, cabin sẽ tắt tất cả ánh sáng để mang lại sự tập trung cho khung cảnh xinh đẹp bên dưới, Virgin Galactic nói về chuyến bay của mình. Tuy nhiên, trải nghiệm này sẽ chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Khách hàng sẽ trải nghiệm 10-15 phút không trọng lực trong chuyến bay 30 phút trước khi con tàu quay về New Mexico, Mỹ. Từ khoa học.tv, Độc Lạ TV tổng hợp và đưa tin. Đón xem những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ tại Độc Lạ TV. Đăng ký ngay kênh YouTube Độc Lạ TV để theo dõi những thông tin thú vị và mở mang kiến thức mỗi ngày.